nó cùng cái gốc từ của alcoholism. Thì cái từ alcoholism nó có giải thích cho chúng ta ở phía sau cái thứ 7, an addiction to alcohol là alcoholism. Như vậy là workaholism chúng ta sẽ dựa trên cái giải thích của alcoholism để chúng ta đi ở phía dưới. Cái từ này nó là chủng từ và cái gốc ism nó là danh từ, niềm tin vào cái gì đó. An addiction ở đây là nghiện, alcoholism là nghiện chất cồn, nghiện rượu. Workaholism nghiện làm. Addiction to work. Unable to stop working. Can you read the articles? Changing career trends. Xu hướng thay đổi nghề nghiệp. What is the main topic and what are five subtopics? Subtopic là những cái chủ đề nhỏ bên trong cái tiêu đề lớn. Tiêu đề của mình là Changing Career Trend. Main topic. Công
the situation varies from country to country, but in today's economy, there is generally less job security worldwide. Anh định chúng ta là less job security. Độ an toàn công việc đã giảm xuống. Độ ổn định. Độ ổn định công việc. The effect of insecurity. Tác động công việc không ổn định. Không đảm bảo an toàn, an ninh. Job hopping. Nhảy việc. Công việc không đảm bảo, nhảy việc. Hoặc là có sự thay đổi trong công việc, đó là làm việc qua công nghệ, công việc bằng công nghệ, giao tiếp từ xa, telecommuting, workaholism. Workaholism là nghiện việc. Ở đây tổng cộng là mình có ABCDEF, đó là đoạn A là cái phần introduction, giới thiệu về cái sự thay đổi của công việc. The world work is changing. Trong này nó ghi file cái subtopic ha. Cái đoạn A đó là nó giới thiệu cái chủ đề chính rồi, cho nên là chúng ta sẽ ghi file subtopic mà nó đã ghi sẵn cho chúng ta bắt đầu từ đoạn B. Đoạn B của mình là job security. Độ an toàn của công việc. Rồi đoạn C là the effect of insecurity. Paragraph D, job hopping, nghỉ việc. Paragraph E, telecommuting. Paragraph F, workaholism. Bây giờ cái bài của chúng ta là Finding the Main Idea, và cái này là nội dung của cả một cái bài đọc luôn, cho nên là chúng ta sẽ đọc trước qua từng phần của cái bài đọc. Thứ nhất là đoạn A nó trình bày thiết kế sinh nhai của con người trước đây, thế giới công việc của họ theo gia đình. If their parents were farmers, they became farmers theo công việc gia đình, và nó không có thay đổi. Ngày nay thì thế giới công việc đã thay đổi, nó phù hợp với cái chủ đề của mình là changing career trends, xu hướng thay đổi nghề nghiệp. Và về cái job security thì chúng ta thấy là mức độ ổn định về công việc thì nó ghi là less job security, không có còn ổn định. Và ở đây người ta cho một cái ví dụ, chẳng hạn như Japan thì a very secure job for life, một cái công việc ổn định suốt đời. Nhưng bây giờ thì cũng không có cái hứa hẹn nào cho một cái công việc suốt đời của cùng một công ty. One reason for the lack of job security. Anh này nó trình bày đi cái lý do. Lý do là thiếu ổn định về công việc. Ở đây nó ghi cho chúng ta là one reason. Sam Brad nó sẽ đọc những cái phần bên trong. The effect of insecurity. Câu đầu tiên về mặt nổi thì có lẽ là thiếu ổn định về công việc đôi khi là điều không mong muốn. Thật vậy, pessimist
Ở đây các anh chị thấy cái từ mà nó sẽ biết sạch những người người bi quan, người bi quan. Và xuống đây thì nó trình bày pessimist thì chắc chắn nó sẽ xuất hiện cái đối tượng, cái đối tượng ngược lại. However, however, tuy nhiên thì không ở trên là bi quan, không phải lúc nào là cũng xấu, không phải lúc nào là thiếu ổn định công việc cũng là xấu. Người ta nhảy việc, nhảy từ công việc này sang công việc khác thì trở nên phổ biến ở một số ngành nghề. Ngày nay dễ việc ngày càng phổ biến ở nhiều lĩnh vực, bởi vì toàn cầu hóa, bởi vì công nghệ và bởi vì sự di chuyển từ sản xuất sang dịch vụ ở các quốc gia đã phát triển. Chúng ta sẽ thấy cái câu cuối của đoạn D, bởi vì công nghệ phát triển thay đổi rất là nhanh, những người công nhân cần phải tiếp tục học tập, continuing education, if they want to keep up with the field. Clearly, technology provides both challenges and opportunities. Như vậy là rõ ràng mình thấy là công nhân thì cần phải học tập hơn nữa để tiếp tục với cái lĩnh vực mà họ đang làm việc. Công nghệ mang đến cả thử thách và cơ hội. Và như vậy, một trong những cái thử thách và cơ hội họ trình bày tiếp tục ở đoạn em. In many ways, technology is changing the way people work. Công nghệ thay đổi cách thức người ta làm việc. Có một số thuận lợi và một số bất lợi đối với điều này, là đối với việc công nghệ thay đổi cách làm việc. Như vậy với cái câu mà họ nói là sẽ có thuận lợi và bất lợi thì ở trong đoạn văn nó sẽ trình bày hai mảng, đó là mảng thuận lợi và mảng bất lợi. In some professions, for instance, telecommuting is now possible. People can work at home for some or all of the week. An advantage of this is that, như vậy thì những cái phần này là nó trình bày advantage. On the other hand, it's difficult. Xuống đây là họ dùng on the other hand ở cái mặt F thì rất là khó cho người ta. Như vậy cái mặt khó là ở phần đầu là nó trình bày là thuận lợi và phía sau nó trình bày về bất lợi. Bất lợi của việc là làm việc thông qua công nghệ. In the 21st century, workaholism will continue to be a part of life for many workers. Workaholics are as addicted to their work as other people are to drugs or alcohol. Thế kỷ thứ 21 thì nghiện công việc sẽ tiếp tục trở thành một cái sự thật của cuộc sống đối với nhiều người công nhân, đối với nhiều người làm việc. Những người nghiện công việc thì họ nghiện công việc của họ, addicted to their work. Giống như những người khác mà nghiện thuốc lá, nghiện thuốc phiện và hoặc nghiện rượu. Giờ này nghe giống như có một vấn đề nhưng mà không phải lúc nào cũng như thế. Mà như vậy ở đây nó trình bày hai mặt. Trong cái câu này thì mình hiểu là nó sẽ trình bày hai mặt. Thứ nhất là nó trình bày các cái vấn đề liên quan tới việc nghiện công việc. Và cái mảng thứ hai sau bắt đó là không phải lúc nào cũng như thế. Và ở đây mình sẽ thấy có cái however. However, tuy nhiên thì những người yêu công việc và nhận được cái niềm vui từ nó. Vậy thì cái mặt ở trên họ sẽ trình bày cái vấn đề xảy ra đối với người nghiện việc. Và cái phía dưới nó sẽ trình bày là yêu thích công việc. Yêu thích công việc thì nó sẽ có những cái mặt tốt khác, không nhất thiết phải là problem. Như vậy main ID của mình sẽ là câu nào? Các chị nhìn cái bài số 7. Câu A: Workaholism can lead to serious problems, but it can also create a happy life.
nghiện công việc có thể dẫn tới những vấn đề nghiêm trọng, nhưng mà nó cũng có thể tạo ra một cái cuộc sống vui vẻ. Tuy job hopping is a new trend that causes stress, but can also lead people into good work experiences if they learn new job skills. Nhảy việc là một xu hướng mới mà nó gây ra căng thẳng, nhưng nó cũng có thể làm cho người ta có được nhiều kinh nghiệm làm việc tốt nếu như họ học được các kỹ năng công việc mới. It is important for people to be flexible in this changing world of work and to continue their education because they may need to change jobs several times in their lifetime. Và quan trọng đối với con người để trở nên linh hoạt trong cái sự trong thế giới thay đổi của nghề nghiệp, để tiếp tục cái học vấn của mình, bởi vì họ có thể cần phải thay đổi công việc một vài lần trong cuộc đời. The world economy, globalization and technology are causing many changes in the way people work today. Kinh tế toàn cầu hóa và công nghệ thế giới đang gây ra nhiều sự thay đổi trong cách thức người ta làm việc. In the workplace today, new technology is making it possible for people to work in different locations even from home. Ngày nay thì công nghệ mới làm cho người ta có thể làm việc ở những vị trí khác nhau, thậm chí như vậy thì chúng ta sẽ chọn câu nào là cái main idea cho cả một cái bài văn. Đầu nó trình bày thế giới công việc đang thay đổi, cho nên là công việc ít ổn định hơn. Nó trình bày lý do tại sao mà công việc nó ít ổn định. Nó có những cái tác động của việc là không không ổn định công việc, nhưng mà có hai mặt về phía bi quan và lạc quan, là mặt tiêu cực và mặt tích cực. Nhảy việc diễn ra một số ngành nghề ngày nay thì diễn ra rất phổ biến ở rất nhiều ngành nghề do toàn cầu hóa, và cái người công nhân cần phải nâng cao cái tay nghề, nâng cao kỹ năng, cải thiện kỹ năng và tiếp tục cái quá trình học tập để theo đuổi cái lĩnh vực của họ. Công nghệ mang đến cả cơ hội và thách thức. Một trong những cái thuận lợi mà công nghệ mang đến là thay đổi cách thức người ta làm việc. Có mặt thuận lợi và bất lợi của cái việc này. Thuận lợi là có thể làm bất kỳ đâu, và bất lợi là khó tập trung vào công việc, và đôi khi cái việc liên lạc đó là don't want to be available day and night, tức là không muốn sẵn sàng cả ngày và đêm, đôi khi người ta cũng nghỉ ngơi, bị làm phiền. Cái việc nghiện việc thì tiếp tục trở thành cái sự kiện trong cuộc đời của rất nhiều người công nhân. Họ định nghĩa nghiện việc là gì? Nó có thể là một vấn đề, nhưng mà nó
nó cũng có thể là mang đến niềm vui trong cuộc sống. Vậy đây mình sẽ chọn là câu nào? Hay nhất cô. Tôi là quốc kêu hóa dây xăm. Tôi hóa dây xăm là nó trình bày của cái gì? Quốc kêu hóa dây xăm là của một đoạn ép. Quốc kêu hóa dây xăm có thể là problem, nhưng mà đôi khi nó cũng mang lại cái pleasure. Cái chỗ hao ép vừa. Tuy nhiên những người nghiện việc nhưng mà lại yêu thích công việc đó, đam mê công việc thì lại thấy là vui chứ không phải là thấy là áp lực. Mức có liên xâm, mức có liên xâm là của cái đoạn ép. Cái tiêu đề của mình là thay đổi công việc. Và trong cái thay đổi công việc đó thì nó trình bày là do là cái độ ổn định của công việc là nó giảm đi do cái sự thay đổi của do cái gì thì chúng ta quá lắm này, công gì câu đê hả bà? Câu đê The World Economy Globalization, thế giới kinh tế toàn cầu và công nghệ thế giới là nguyên nhân gây ra nhiều thay đổi trong cách thức làm việc. Cách thức làm việc là trình bày ở đoạn này. Cách thức làm việc là trình bày ở đoạn E.
shopping. Shopping là party. Cái này là melody. Ta chọn câu C. Thế giá công việc thay đổi, nhưng mà chúng ta cần phải linh hoạt trước sự thay đổi đó bằng cách là tiếp tục cái học tập, bởi vì chúng ta có thể là sẽ thay đổi công việc nhiều lần trong đó. Rồi cái đoạn E là anh chị sẽ cái technology này là nó liên quan tới đoạn E, công nghệ giúp cho chúng ta có thể làm việc ở những nơi khác nhau, thậm chí là ở nhà. Finding important detail, check them, tìm những chi tiết quan trọng và đánh dấu tích. À, thông tin nào có trong bài chúng ta sẽ đánh dấu tích. People probably need to be prepared to change up several times in their lifetime. Chúng ta sẽ đọc các cái chúng ta sẽ dò từ cái đoạn A xuống. Thay đổi công việc một vài lần. Usually put them through to change from one employer to another. Cái này là change from one employer là thay đổi cái người chủ chứ không phải là thay đổi nghề nghiệp. Chúng ta sẽ dò qua cái đoạn B. Even in Japan, where people traditionally had a very secure job for life, there is now no promise of a lifetime job with the same company. Thậm chí là ở Nhật Bản, nơi người ta có truyền thống là nghề nghiệp ổn định suốt cả đời, thì bây giờ cũng không có cái hứa hẹn nào liên quan tới công việc suốt đời với cùng một công ty. Như vậy thì có lẽ là người ta cần nên chuẩn bị cho cái việc thay đổi công việc. Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ đánh dấu tích cái câu đầu tiên. Có lẽ là chúng ta sẽ thay đổi công việc một vài lần trong cuộc đời. Câu số 1 này đã nằm ở đoạn B. Dòng 14-15. Decreasing manufacturing job and increasing use of outsourcing are leading to less job security today and than in the past. Giảm cái công việc sản xuất và gia tăng sử dụng những cái nguồn nhân lực bên ngoài đang dẫn tới sự ổn định công việc giảm dần vào ngày nay so với trước đây. Nãy là chúng ta dò tới the same company. One reason for the lack of job security is worldwide decrease in manufacturing jobs. Nên chúng ta có decrease manufacturing jobs, giảm công việc sản xuất. Another reason is employers need to hold down costs, result into enormous changes for the workforce. Và có những cái temporary jobs first, second là outsourcing. Như vậy là degree manufacturing job và outsourcing thì nó làm cho
nó là one reason for the lack of job security, một cái lý do cho cái việc là thiếu ổn định công việc, là do giảm công việc sản xuất. Và thứ hai nữa là outsourcing. Thông tin này nằm trong đoạn B, chúng ta sẽ đánh tiếp vào đây. Đoạn 16 là nói về degree manufacturing jobs, và dòng số 26. Lack of job security is always a bad thing. Thiếu ổn định công việc luôn lúc nào cũng là một điều tồi tệ. Cái phần này hồi nãy mình có đọc lướt sơ qua thì nó nằm ở dưới này. Nó nằm ở dưới cái the effect, tác động của thiếu an toàn công việc. Về bề nổi thì có lẽ thiếu an toàn công việc là đôi khi là điều không mong muốn. Những người liên quan chỉ ra rằng nó là nguyên nhân gây ra căng thẳng, cause of stress. Tuy nhiên ở dưới này, cái việc mà giảm cái sự an toàn trong công việc không phải lúc nào cũng là something bad, không phải lúc nào nó cũng là xấu hết. À, như vậy thì câu 3 này nó không có đúng thông tin ha. Chúng ta sẽ không đánh dấu tích vào đây. Em ghi dấu chéo không nha. Chúng ta sẽ tìm thấy ở trong đoạn C, nó chỉ trình bày hai mặt, một mặt là tiêu cực và một mặt tích cực. Có những người cho là điều này là căng thẳng, nhưng mà đôi khi nó cũng chưa hẳn là điều xấu, có những sự thay đổi mang đến sự tốt đẹp. Dòng 60, dòng 62, dòng C, dòng 62. People who can change to pick a new situation usually happier than people who can't. Những người mà có thể thay đổi để thích nghi với cái hoàn cảnh mới thì thường sẽ vui hơn những người không thể làm điều đó. Ở trên này nó trình bày mặt tiêu cực rồi, cho nên là mình sẽ bỏ qua, mình dò từ cái chỗ mà tích cực. Easy to adapt, these day workers must be flexible. Nó giải thích kiểu flexible là able to change to fit new situation. Này, chúng ta có cái cụm mà mình cần tìm nè. Những người mà linh hoạt thì họ có thể là thay đổi để thích nghi với cái hoàn cảnh mới. Và những người tích cực cho rằng những người linh hoạt thì thường happier, more creative and more energetic than people who are rigid. Những người tích cực cho rằng những người linh hoạt sẽ vui hơn, chắc chắn sẽ vui hơn, sẽ sáng tạo hơn và giàu năng lượng hơn so với những người cứng nhắc. Như vậy rõ ràng mình thấy cái thông tin là chữ flexible là những cái người mà có thể thay đổi trong hoàn cảnh mới, thì nguyên cái cụm này nó bằng với flexible people thì nó happier. Thì câu số 4 mình có tích không? Câu số 4 mình tích ha, mình đang nhớ tích ha. Nó nằm ở đoạn C, cái phần này chúng ta mới đọc xong, đoạn C dòng số 64. Đoạn số 4 Paragraph C, like 64. Many people find a sense of self through their work. Nhiều người tìm thấy chính bản thân mình thông qua công việc. Sense of self, nó nằm ở trên này. Many people find an identity, a sense of self through their work. Này, cái chi tiết này mình đã có trong này. Con số 5 này nó không có theo trật tự. Đoạn số 5 cũng là đoạn C luôn. Dòng số
Rồi chúng ta sẽ tiếp vô câu này. Cái này nó cũng gần giống như chu con, chỉ nó thay đổi cái dấu thôi, thì em ghi nhớ cho giống cái đề bài cho mình. People in some profession move from job to job more often than people in other profession. À, những người ở một số nghề nghiệp thì họ họ thay đổi công việc từ công việc này sang công việc khác thường xuyên hơn những người ở lĩnh vực khác. Thay đổi công việc nghĩa thiệt là nãy mình đọc ở đoạn D. Nghỉ việc từ việc này sang việc khác thì nó phổ biến ở một số ngành nghề. Rồi như vậy thì câu này mình đánh dấu tích nha. Mình đánh dấu tích. Nó nằm ở đoạn D. Technology making work life better for everyone. Technology thì nó chuyển qua cái đoạn kế. Tiêu đề của mình là telecommuting và câu đầu tiên nó nói về technology. Technology change the way people work. Trong này nó có nói là advantages and disadvantages. Như vậy mình hiểu là có thuận lợi và bất lợi. Thuận lợi đối với một số người và bất lợi đối với một số người, hay là một lĩnh vực này và bất lợi ở lĩnh vực khác. People can work at home, rồi seldom from the stress of commuting, họ không phải di chuyển nhiều, căng thẳng. Nhưng mặt khác thì nó cũng khó khăn đối với một số người để tập trung công việc. Như vậy rõ ràng mình thấy ở đây nó trình bày hai mặt rồi. Không phải lúc nào cũng better hết á. Này nó dùng better for everyone ha, là sai ha, không phải lúc nào cũng better với everyone đâu. Thì có thể ra lại cái thông tin ở đoạn E, đoạn số 88. Số 8, telecommuters don't need to drive to the office every day. À, những người mà làm việc bằng công nghệ từ xa thì không cần phải lái xe đến văn phòng mỗi ngày. Yes. Đây. People can work at home for some or all of the week. Người ta có thể làm việc ở nhà một vài ngày hoặc là suốt cả tuần, không cần đến công ty mỗi ngày. All workaholics have problems with stress. Những người mà nghiện công việc thì luôn gặp vấn đề với căng thẳng. Hồi nãy chúng ta có gặp cái câu mà nó thể hiện hai mặt của workaholics. Ngay chỗ This sound like a problem, but it isn't always. Nghe giống như điều này. Điều này nghe có vẻ như một vấn đề, nhưng không phải luôn lúc nào cũng thế. Điều này là gì? Điều này là workaholic của cái từ phía trước thôi. Như vậy thì nó có hai mặt, không phải lúc nào cũng là stress, không phải lúc nào cũng là problem. Cho nên là chỗ này chúng ta sẽ đánh dấu chéo nè. Không tin nó chưa xong. Nó là mở đoạn F. Dòng số chân là 6. Có những người yêu thích công việc sẽ cảm thấy niềm vui. The most successful people are workaholics. Những người thành công nhất là những người nghiện công việc. Rồi, ở đây họ có nói gì tới the most successful. Các chị nhìn ngay chỗ psychologist. Psychologists tell us that the most successful people in the changing world of work are flexible, creative, disciplined and passionate about their work.
But there are also people who make time for relaxing activities and for other people enjoy work and enjoy time away. Người thành công nhất là người ở trong cái sự thay đổi thế giới, thay đổi về công việc, là những người linh hoạt, sáng tạo, có kỷ luật và đam mê về công việc, nhưng mà họ cũng phải là những người biết dành thời gian cho việc giải trí và cho người khác. Họ yêu thích công việc và cũng yêu thích thời gian nghỉ ngơi. Ở đây Workaholism thì các chị thấy họ trình bày hai vấn đề. Thứ nhất là những cái vấn đề liên quan tới việc hiện việc làm quá nhiều, làm quá sức. Và bên đây thì làm cũng quá nhiều nhưng mà nó có sự đam mê, tìm được cái niềm hứng thú trong công việc. Như vậy ở đây nó chỉ rõ là phải là cái người mà có đam mê, nghiện việc nhưng mà có đam mê. Như vậy thì ở đây nó ghi là Workaholic chung chung ha. Cho nên là câu này chúng ta cũng không chọn luôn nha anh chị. Câu số 10 chúng ta cũng tìm trong đoạn F, dòng 110. Checking vocabulary. People who give advice about profession and career. Trong bài của chúng ta thì từ hay cụm từ nào thể hiện là người cho lời khuyên về nghề nghiệp? Người cho lời khuyên về nghề nghiệp là chúng ta có từ gì? Career counselor. Tư vấn hướng nghiệp, cảm giác mà một người công nhân sẽ mất công việc. Ủa, không bao giờ chứ, không bao giờ, dịch thiếu chữ này quan trọng. Cảm giác mà một người công nhân sẽ không bao giờ mất công việc. Workaholic hả cô? Workaholic là làm việc quá nhiều, đam mê công việc chứ chưa chắc là không bao giờ mất việc. Mình đam mê công việc nhưng mà mình không hợp với ông chủ cũng chưa chắc. Mình có cái cụm từ là job security, ổn định công việc, sự di chuyển công việc đến nơi mà có lương thấp hơn. Tự di chuyển công việc đến nơi có lương thấp hơn. Tức là mình đi tìm cái nguồn lao động mà trả lương thấp. Ví dụ sản phẩm công ty này nhưng qua một quốc gia khác, đem linh kiện qua quốc gia khác làm để rẻ hơn, tiền thuê nhân công rẻ hơn. Chúng ta có outsourcing. Outsourcing là thuê nguồn nhân lực bên ngoài. Outsourcing, thay đổi từ việc này sang việc khác. Thay đổi từ việc này sang việc khác là mình tăng số gì? Shopping. Dạ, shopping. Nhảy việc. Disadvantage. Robert. Dạ, Robert. Khó khăn. Cause and effect. Cause and effect. Cause là nguyên nhân, effect là kết quả. Nguyên nhân giảm công việc sản xuất dẫn tới thiếu ổn định công việc. Cái này là đọc từ đoạn B, lúc back F paragraph B
bên đây đồng ba cho mình theo dõi. Mình tìm ra hai lý do dẫn tới lack of job security. Ở đây là cái kết quả là lack of job security. Bên đây là giảm công việc sản xuất, a degree in manufacturing jobs. Hiện nay mình có hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là gì? One reason for the lack of job security is the work increase in manufacturing jobs. What's about the second reason? Employers need to hold down costs. Nó có cái cụm từ tiếp theo ở nó the reason is. Một lý do khác nữa là employers need to hold down costs. Người chủ sử dụng lao động cần giảm chi phí. Rồi cái việc mà người chủ giảm chi phí thì đưa ra hai tác động. Tác động thứ nhất là xuất hiện các công việc tạm thời nhiều hơn. Và tác động thứ hai là gì? Có là dip return into tool chain. Có hai sự thay đổi. Sự thay đổi thứ nhất, first outsourcing, more and more companies are outsourcing. Nhất tâm là nắm năm. Nhất tâm là outsourcing. Nhất tâm là outsourcing. Hệ quả. Rồi cái việc mà outsourcing thì nó lại đến từ ba nguyên nhân. Tại sao mà họ lại đi thêm nguồn nhân lực bên ngoài? Thứ nhất là lực lượng lao động được cái gì? Rẻ. Được đào tạo tốt. Đã qua đào tạo á cô, chắc là lao động đã qua đào tạo á. Để lấy cục gương cho bạn mượn cái ạ. Cục gương đâu? Những quốc gia khác mà cái lực lượng lao động rẻ hơn.
Điều này xảy ra với các cái công việc của các nhà máy hoặc là các cái chương trình vi tính. Ngoài ra thì các cái ngành công nghiệp liên quan tới trung tâm nghe gọi cũng đang di chuyển về hướng về quốc gia Ấn Độ ngày càng tăng, thì các khách hàng ở Canada, ở Mỹ và ở Anh và ở Úc họ gọi cho một công ty để mà đặt một sản phẩm hoặc là yêu cầu giúp đỡ với máy tính hoặc yêu cầu giúp sửa chữa máy tính. Họ thật sự nói chuyện với một vài người Ấn Độ mặc dù là họ có lẽ họ không biết điều đó. Rồi ở đây nó India is popular, Ấn Độ phổ biến với một vài công ty bởi vì là chúng ta có because là các nguyên nhân. Vậy thì chúng ta sẽ lấy các cái nguyên nhân này ra để chúng ta điền vô. Thứ nhất là well educated workforce. Rồi cái thứ hai là gì? Rồi cái thứ hai salaries are much lower. Salaries are educated people are already fluent in English. Because they are well educated, but for something, I must learn and learn. Người lao động có tay nghề, người lao động được đào tạo tốt, thông thạo tiếng Anh, lương trả thấp. Over có nghĩa là too much. Overwork is being worked too much. Something too much. Overdo. Ở đây over nó có thể đi với verb hoặc là adjective. Now. Over means too much. Too much. Of something, too much of something, something là dùng cho nam. Action, cho hành động. Làm quá nhiều, overdo. Apply with too many people or things. A crowded place. Đây họ cho mình cái từ loại của cái từ mà mình sắp đưa ra. Nó là tính từ, như vậy mình sẽ lấy over ghép với tính từ. Tính từ của mình trong câu này là crowded. Để ghi được cái từ là overcrowded. Overcrowded. If an estimate that is too high, chúng ta có động từ. Đưa ra một cái gì ta, ước lượng quá cao. Có cái cụm từ là over estimate.
đánh giá quá mức, ước lượng quá mức. Debt unpaid, phần còn lại chưa được thanh toán. Undone, chưa được hoàn thành. Unreturned, chưa được hoàn trả lại quá lâu. Unreturned too long. Past the due date, vượt qua cái ngày. Overdraft. Overdraft. Overdraft là quá ngại. Không, mình có overdue. Quá hạn. Overdue. Overdue. Ok. Overdue là quá ngại. Có nhiều người ở trong một khu vực, một dân số quá cao. Nào, overpopulation, dân số quá đông. Sang phần 2, looking forward in the 21st century. Nhìn vào công việc thế kỷ 21. Not very long ago when people needed to buy a job, there were several possible steps. Cách đây không lâu, khi người ta cần tìm công việc thì có thể có vài bước. Và như vậy cái phần chủ đề của mình đó là tìm kiếm công việc. Và trong cái đoạn A này nó cho chúng ta là các bước tìm kiếm công việc. Ghi lại cái câu đầu hoặc là chúng ta có thể ghi lại theo cái ý của mình hiểu. Số 2, they might begin with a look. Who are they? Đây là thay thế cho danh từ số nhiều, chỉ người hoặc chỉ sự vật sự việc. People. Dạ, đây là people. Cách đây không lâu khi người ta cần tìm công việc thì có một vài bước có thể thực hiện. Họ là những cái người tìm việc là people. Họ có lẽ sẽ bắt đầu với việc là nhìn trên những cái mục quảng cáo được phân loại ở trên các cái tờ báo. Họ có thể đi đến các cái văn phòng văn phòng nhân sự. Personnel office là văn phòng nhân sự ở rất nhiều công ty và điền những cái đơn xin việc. Hoặc họ có thể đi đến các trung tâm việc làm, an employment agency. Thậm chí là họ có thể tìm một cái công việc thông qua những cái lời nói từ một cái người khác mà đã lắng nghe về công việc đó.
cái này là họ chở họ cắt một cái tờ báo chuyên mục tìm việc. Ngày nay cái phần A là nó trình bày về cách tìm việc trước đây. Ngày nay thì job hunting is more complicated. Về cái chủ đề của mình là complicated. Job hunting. Complicated job hunting. Nào, thời điểm bây giờ hầu như để nó phức tạp chỗ nào thì chúng ta sẽ ghi cái ý chính. The first step. Ngày nay sang việc thì nó phức tạp hơn. Cái bước đầu tiên là quyết định xem bạn muốn công việc gì. Nghe có vẻ dễ dàng hơn so với câu hỏi. Và chắc chắn rằng bạn đang học đúng ngành cho cái công việc đó. Sự thay đổi nhanh chóng về công nghệ và khoa học đang tạo ra nhiều ngành nghề mà chưa từng tồn tại cho tới thời điểm bây giờ. Rất là quan trọng để học về những ngành nghề đó, bởi vì một cái ngành nghề nào đó trong số các cái ngành nghề mới có lẽ là cái nghề nghiệp hoàn hảo dành cho bạn. Sự phát triển nhanh chóng liên quan tới công việc mới, như là các cái lĩnh vực phát triển nhanh chóng liên quan tới công việc mới như là công nghệ máy tính, dịch vụ sức chăm sóc sức khỏe. Công việc ở các lĩnh vực này đòi hỏi các kỹ năng cụ thể, nhưng bạn cần tìm ra chính xác kỹ năng nào và cái bằng cấp nào là cần thiết. Chẳng hạn như cái điều gây ngạc nhiên đối với chúng ta là trong cái lĩnh vực khoa học thì một thạc sĩ sẽ có tiềm năng thị trường hơn so với một tiến sĩ. Hay nói cách khác là có nhiều công việc dành cho những người có bằng thạc sĩ khoa học hơn đối với những người bằng tiến sĩ. Tuy nhiên, nếu mà chúng ta muốn làm nghiên cứu thì chúng ta cần phải có bằng tiến sĩ. Như vậy thì có lẽ mình hiểu cái có nhiều nghề hơn cho thạc sĩ, đó là những cái trường hợp mà họ cần những cái người mà phụ bên cái mảng nghiên cứu. Còn nếu chúng ta thật sự muốn nghiên cứu, muốn làm chủ nhiệm thì chúng ta nên là tiến sĩ. Cái này mình đang học theo nước ngoài, chủ nhiệm đề tài là tiến sĩ. Còn những cái người mà phụ làm trong cái nghiên cứu đó thì cần nhiều thạc sĩ, cho nên là nó có nhiều công việc hơn. Và nãy ở trên là simple step, thì ở đây là complicated step, vẫn là tìm công việc, to find a new job. Và ở đầu C là nó đặt câu hỏi làm cách nào mà bạn biết nghề nghiệp đó đang hot. Làm cách nào mà người ta khám phá được công việc mơ ước của chính mình. Nhiều người ngày nay đi đến các cái tư vấn hướng nghiệp. Rồi, như vậy chủ đề của chúng ta liên quan đến là tư vấn về nghề nghiệp, career counselors. Mà tư vấn như thế nào, trung tâm nào hay những ai, dịch vụ như thế nào thì nó là cái ý chính của cái đoạn này. Ở một vài quốc gia thì nhảy việc trở nên quá phổ biến, đến nỗi mà tư vấn hướng nghiệp bây giờ là một cái kinh doanh lớn. Đôi khi người ta chi một cái số tiền lớn cho cái dịch vụ này, cho những lời khuyên này.
ở Canada và ở Mỹ, thì các cái trường trung học phổ thông, những cái sinh viên trung học phổ thông và sinh viên cao đẳng thường tiếp cận các cái dịch vụ tư vấn nghề nghiệp miễn phí ở trong khuôn viên trường. Khi họ đi học thì họ sẽ được tư vấn hướng nghiệp miễn phí. Thậm chí là có một cái tổ chức nghề nghiệp có tên là câu lạc bộ 5 giờ, giúp cho các thành viên đạt ra mục tiêu. Các thành viên sẽ tập trung vào câu hỏi: bạn muốn trở thành loại người nào trong những năm tiếp theo kể từ bây giờ? Các thành viên sau đó lên kế hoạch về nghề nghiệp của họ xung quanh cái mục tiêu đó. Tất cả những người tư vấn hướng nghiệp về tư hoặc về công thì đều đồng ý một cái điểm cơ bản là một người tìm được công việc yêu thích là rất quan trọng. Mọi người có lẽ nên bắt đầu suy nghĩ: tôi có một cái khoảng thời gian rất là tốt đẹp như thế, tôi không thể tin được họ trả tôi với mức lương như thế này. Nghĩa là khi mình có một cái công việc mà mình yêu thích mà mình làm tốt thì mình sẽ có được cái nội dung trong cái dấu ngoặc kép. Nghĩa là tôi có một khoảng thời gian rất là tốt đẹp như thế và tôi không nghĩ rằng tôi được trả cái mức lương như thế nào. Là tìm được đúng cái công việc yêu thích và cái mức lương hợp lý. Rồi như vậy, để mà tìm được cái công việc ở đây thì cái cấu trúc của mình là câu hỏi và phía sau là câu trả lời. Thì cái câu trả lời này chính là cái nội dung của cái giai đoạn C. Đó là người ta đi đến các cái tư vấn hướng nghiệp để tìm ra được cái công việc yêu thích. Trong đây thì nó thêm một số ví dụ về tư vấn hướng nghiệp như là ở các trường phổ thông, ở các trường cao đẳng thì nhà trường sẵn sàng hướng nghiệp. Rồi câu lạc bộ 5 o'clock club hoặc là kinh doanh cái dạng là cho lời khuyên và tư vấn thì mình phải chi trả tiền. Tìm kiếm một công việc yêu thích, to find a job they love hoặc là to find their dream job. Quên mất cái phần pronouns. Pronoun của động B là dòng số 11 thì có dòng số 11, 10, 11 lên là bao đâm. Many profession. Many profession. Động D từ it dòng số 32 và động D này mình mới bắt đầu đọc. After people have determined what their dream job is, they need to find it. Sau khi người ta quyết định là công việc mơ ước là gì rồi thì họ cần tìm nó là tìm cái gì? Dream job. Tìm nó là dream job. Sau khi người ta quyết định được công việc mơ ước là gì thì người ta cần tìm công việc đó.
Cái sự thay đổi lớn nhất trong tìm việc ngày nay là sử dụng Internet. Và vậy là tiêu đề của mình là tìm việc trên mạng Job Hunting. In the Internet. Tìm việc trên mạng. Ngày càng có nhiều người chủ lao động quảng bá công việc ở trên trang mạng máy tính. Ngày càng có nhiều người săn việc hơn. Ngày càng có nhiều người săn việc đang nộp đơn xin việc trực tuyến. Tôi xin việc online. Có hàng ngàn trang web liên quan tới công việc, chẳng hạn như là hotjob.com, jobjobjob.com và monster.com. Một số người nghĩ rằng săn việc online chỉ dành cho những lĩnh vực công nghệ, nhưng điều này không đúng. Hơn 65% công việc online, những người tìm kiếm công việc online bây giờ thuộc lĩnh vực không phải công nghệ. Thậm chí tài xế xe tải bây giờ cũng có thể tìm công việc trên lĩnh vực bằng trực tuyến. Rồi như vậy là ở đây mình thấy có hai cái mảng ở trong cái đầu tư. Cái mảng thứ nhất là về cái người employer, và người thứ hai đó là online job seeker hoặc là job hunter cũng được. Cái người employer là cái người chủ, thì họ đi săn người, họ đưa các công việc lên các trang web. Còn cái người săn việc thì họ đi tìm công việc trên mạng. Any employers advertise jobs online, and many job hunters apply for them. Chúng ta còn một cái từ nữa là dòng 36 của em. Dòng 36 tờ môn trên. Trong số chúng, em là tân ngữ số nhiều, không phân biệt là nghĩa hay chỉ người hoặc là chỉ sự vật sự việc. Số nhiều thì số nhiều của trong cái câu này của mình là chữ job boss. Job boss là cái trang quảng bá công việc. Đoạn nghe show how does it work. Cái đoạn nghe này nó tiếp nối với đoạn đê, cho nên cái chữ this này mình hiểu nó là cái gì. Vì vậy nó hoạt động như thế nào? Cái này nó hoạt động như thế nào? Thì cái này là cái gì? Cái này là cái xin việc online. Cái này là xin việc online. Thì cái chữ this này mình hiểu là vậy thì xin việc online diễn ra như thế nào? Một người tìm việc có thể trả lời cho một cái ghi chú là cần sự giúp đỡ trên trang web của một công ty.
người này có thể tải lên đăng lên cái sơ yếu lý lịch trong những hoạt đơn là giải thích chữ resume, là cái trang thông tin liên quan tới học vấn và kinh nghiệm làm việc cho một hoặc nhiều cái trang tìm việc online. Nếu như một công ty đó cảm thấy thích cái đối tượng này thì người ta vẫn phải thực hiện những cái bước kế tiếp theo cách truyền thống, the next step, the old fashioned way, đó là vẫn phải đi đến phỏng vấn xin việc và làm các bài kiểm tra kỹ năng. Tuy nhiên, điều này có lẽ sẽ sớm thay đổi. Điều này là điều gì? Điều này là cái việc phỏng vấn xin việc với cái việc là làm bài test trực tiếp. Điều này có thể thay đổi. Trong tương lai gần thì các công ty có thể sẽ đưa bài kiểm tra test cho cái cá nhân đó và kiểm tra cái hoàn cảnh, cái bối cảnh gia đình của cô ấy, anh ấy, về lịch sử nghề nghiệp và học vấn bằng online, bằng trực tuyến. Còn interview thì sao? Các công ty sẽ sớm phỏng vấn thông qua các cái video link, kết nối video. Vì thế người ta có thể phỏng vấn công việc ở các thành phố khác hoặc là thậm chí ở các quốc gia khác mà không phải rời khỏi nhà. Thật vậy, săn việc bây giờ thì không phải giống như trước đây. Rồi, ở đây nó tiếp tục trình bày là job hunting on board. Ở đây là online. Thì chúng ta có từ this dòng 45 và từ it dòng 50. What is you to me? Chúng ta phải là thay thế cho danh từ số ít. Job hunting. Dạ, job hunting. Và từ this dòng số 45. Soon change. Cái điều này, ngày nãy là em giải thích rồi, đó là cái bước tiếp theo khi mà cái công ty đó cảm thấy yêu thích cái người lao động. The next step, the old fashioned way. Cái bước kế tiếp, the next step,
đây là people. Thì tâm when you go push up you eat them day then twist up. This down there. What the dump? What box? The this down in the next step. My chart function. Building vocabulary. Ngày chúng ta có trong bài là chúng ta đi qua adjective noun phrase. Half time shop. Công việc bán thời gian. Half time, full time. City life. Social style. Especially interesting. Ở đây là chúng ta có cụm adjective phrase và noun phrase. Cái cụm noun phrase. Noun phrase là cụm danh từ và adjective phrase là cụm tính từ. Noun phrase thì cái phần chủ chốt của nó là cái danh từ. Danh từ thì thường nó đứng sau. Cụm danh từ thì cái danh từ thường là nó đứng xa. Cái phần mà em bỏ trong hoặc đơn tức là nó có thể là nó có hoặc không ha. Còn cái adjective phrase thì là tính từ thì thường là nó hay có trạng từ ở phía trước. Là nó có cái tính từ. Tính từ thì đôi khi là nhiều tính từ nó đi liền với nhau. Nhưng mà em chỉ ghi một cái chữ tính từ. Những cái từ này là nó nằm trong những cái bài đọc mà mình mới vừa đọc hồi nãy trong cái chương này. Career city, classify, computer, dream, job, mass, park, personnel, sales, shopping, traffic, unemployment. Và bây giờ mình sẽ đi qua từng câu. Career là nghề nghiệp, city là thành phố, classify là phân loại, computer là máy tính, dream là mơ ước, job là công việc, nghề nghiệp, công việc, mass là rộng lớn, to lớn, park là phần, personnel là nhân lực, sales chính bản thân, shopping mua sắm, traffic là giao thông, unemployment là thất nghiệp. Rồi bây giờ chúng ta nhìn câu thứ nhất. He looked through the classified ads. The classified ads là nguyên cái cụm từ của nó. Ad là viết tắt của advertisement là quảng cáo. Các quảng cáo, cái mục quảng cáo phân loại. The classified as and help to find his job. Nay chúng ta sẽ để chữ gì? Job. Anh ấy nhìn vào cái bảng quảng cáo một rao vặt việc làm để tìm công việc mà anh ấy mong muốn, công việc mơ ước. In that country, the rate is very high. Unemployment. Yeah, unemployment. Ở quốc gia đó tỷ lệ thất nghiệp rất cao, như vậy thì người ta chấp nhận làm công việc. Thì
chúng ta có từ time. Temporarily. Temporarily là tạm thời. Thì cái này mình đi cái gì? Là nhiều người chấp nhận làm việc bán thời gian tạm thời. Điều này đôi khi gây ra những cái sự thất vọng và mất đi self confidence, mất đi sự tự tin. Some advantages of life. Một số thuận lợi của cuộc sống. Cuộc sống gì? City life. Cuộc sống đô thị là trung tâm gì? Shopping center. Shopping center, trung tâm mua sắm và hệ thống transit. Mass transit system là hệ thống phương tiện giao thông công cộng. Một bất lợi là vấn đề của jam. Traffic jam. Tắc nghẽn giao thông. Because people like technology, a counselor. Career. Người tư vấn hướng nghiệp bảo cô ấy về những công việc có thể liên quan tới khoa học gì. Cô ấy yêu thương Computer science. Khoa học vi tính. Khi tôi bắt đầu Job hunting xong việc năm rồi, tôi đã nộp đơn xin việc tại văn phòng. Mình là gì? Hả? Gì gì chị kia? Cô cho em lên coi cái từ vệ trên nhé, cô em không có tiền. Personnel officer. Văn phòng nhân sự. In of many companies. Đó là hết cái bài điện từ. Này mình làm gì đây? Matching. Old fashion. Dream. Dream job. đây kết nối tiếp.
Overseas là in another country across an ocean. Overseas là nước ngoài. Drawback là disadvantage, đi theo đường đại dương. Drawback là disadvantage, bất lợi. Overcrowding. Too many people in one place. Too many people in one. Interview. Job market. Thị trường lao động. Planning. So that's all for today.
chapter 4. Cái bài dưới này là làm gì ta? Nhanh mắt. Mà giờ nhìn thấy nhanh mắt là mình sẽ tìm cái từ giống cái từ gạch dưới. Mình tìm cái từ nhanh và tính giờ. Này giống như trò chơi check-in, vừa học từ vựng vừa có cái gì đó đánh đố. Vừa bán kiên thì mình sẽ nhìn ngay là số mấy. Gạch xuống. Rồi ok. Nó giống như là ôn bài. Any questions about chapter 4, please? Any questions about chapter 4? Chị có hỏi gì? Chào cô. Cảm ơn cô. Cô phải biết chờ. Chào cô.